Giọt mưa trong chiều phai, đường khuya không còn ai, ngàn sao long lanh như gài vào tóc em. Đêm nay mình không lo ngày mai, hôm nay là mãi mãi. Thời gian như đã đứng lại, từng phút giây như thêm dài. Ta mỗi khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia, mình quên hết đi bao lo bao phiền. Tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từ ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Đã lâu lắm tôi không vlog đúng không? Mọi người có khỏe không? Và hôm nay thì là cũng là khoảng thời gian mà hai vợ chồng mình kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Và vợ chồng mình đã quyết định là sẽ kỷ niệm cái khoảng thời gian này bằng một chuyến đi Đà Lạt. Và rất trùng hợp là đợt này thì lại có show Hành Tấn ở Đà Lạt, thì nên mọi người đã quyết định sẽ gửi em bún ở nhà với ông bà. Và hai vợ chồng sẽ đi vào Đà Lạt thì tham dự show Hành Tuấn. Thì hôm nay mọi người hãy xem mình làm gì ở Đà Lạt, đi đâu, ăn gì, chơi gì nhá. Thực ra cái quãng thời gian của bọn mình ở Đà Lạt sẽ hơi ngắn, ít đi chơi được. Tại vì bây giờ 4 giờ chiều bọn mình mới đáp ở Đà Lạt. Thì dự kiến tối nay sẽ đi cà phê một chút thôi, xong đó 8 giờ sẽ đến show Hoàng Anh Tuấn. Sau đó sáng ngày mai thì bọn mình sẽ đi ăn sáng, cà phê, chụp ảnh, check-in, sống ảo. Và chiều mai 5 giờ thì mình đã booking ở bên camping Mựa Gen. Thì nên là sẽ không có quá nhiều thời gian, nhưng mình sẽ cố gắng tận dụng tất cả những thời gian mình có thể ở lại Đà Lạt để xem và review cho mọi người những cái gì hay ho ở Đà Lạt nhé. Và nếu mọi người đến Đà Lạt thì đừng quên ghé thăm chill apartment của mình, tại vì là bọn mình có những căn hộ cho thuê ở đây. Bây giờ ở đằng sau này là căn hộ của hai vợ chồng mình. Mọi người nếu mà đến Đà Lạt thì có thể ghé qua ở đây nha. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi lên căn hộ để xem căn hộ trông như thế nào nha. Ở đây thì nó là như kiểu căn hộ chung cư của mình ấy, nhưng mà tất cả mọi thứ ở trong này sẽ được chuẩn bị hết. Ở đây thì sẽ có view xuống thành phố, ở đây sẽ là chợ đêm Đà Lạt. Ở đây thì sẽ có TV các thứ để xem, có Netflix không thật nào? Có. Có Netflix luôn. Chỗ này là có khách để mọi người ngồi chill chill với nhau này. Ở đây thì sẽ là một phòng ngủ đầu tiên, thì sẽ có giường queen size này, có nhà tắm, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ khép kín này luôn. Đây và đây này nó. Đây thì có một cái phòng ngủ sẽ đẹp hơn vì nó sẽ có view ra thành phố, và kiểu nói chung view ở đây là đẹp nhất luôn ý. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Ở đây thì cũng có thể ngắm được hoàng hôn luôn này. Có ban công ở trong rất là thoáng, nhìn thẳng xuống dưới chợ đêm này luôn. Ở đây thì bọn mình sẽ bố trí luôn. Ở đây sẽ có cả máy sấy tóc này, khăn tắm này, bàn là này. Tại vì như kiểu mình đi chơi mình lười mang ít đồ ấy, thì ở đây tâm lý như thế nên mình sắm cho khách của mình đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Trên mình chọn mắt các bạn có đẹp không? Và đây là cây của chồng mua. Tiếp đến chúng mình sẽ đi vào phòng tắm. Ở trong này thì bọn mình đã bố trí đầy đủ cả sữa tắm, dầu gội, rồi là kem đánh răng, bàn chải đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Thế nên là đến đây chỉ được ở thôi, không phải mang gì cả. Thậm chí là ở trong này cũng có máy giặt luôn. Đấy, mọi người ví dụ như ở cả gia đình đi chơi các thứ ấy thì có thể là giặt quần áo ở đây luôn. Ok, đấy là vừa đi tập quan một vòng xung quanh nhà rồi. Bây giờ thì mình sẽ đợi hẹn bạn mình để gọi lên nhà, xong rồi xem ở gần đây có quán cà phê nào đẹp đẹp, xong rồi đi cà phê trước khi mà đợi tối nay đi show Hành Tuấn. Ok. Hello. Khách quý đến nhà chơi. Xin chào anh Thiên Minh ạ. Và bây giờ thì chúng mình quyết định sẽ đi ăn đồ nướng buổi tối để còn chuẩn bị ra show. Bây giờ sẽ xuống dưới sảnh để đợi taxi đưa ra chỗ ăn.
quán ăn mà tối nay bọn mình chọn là BBQ Mõ Tề ở số 1 đường Lê Hồng Phong. Thì đưa gọi đồ đây nào. Đưa gọi, đưa người ta mang cái đồ. Chúng mình gọi một set BBQ cho 4 người. Ôi, đồ nướng ngon chưa? Có cả cá tầm với cả hải sản. Sao bây giờ sẽ kiểu tập trung ăn để cả đi xem show là không rồi sẽ muộn mất. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại sau lại hàng tuần nha. Rút kinh nghiệm từ hồi trước, bây giờ mình đã quyết định thuê xe máy để tự đi. Bây giờ phải đi đổ xăng nữa, xong bắt đầu mới ra con sốt được cơ. Quý vị thấy guitar hơi sáo hay không? Hay nhỉ. Thế vẫn phải cảm ơn tất cả những người nghệ sĩ đứng ngay sau lưng Hoàng Tuấn đây. Nếu không có họ sẽ không có âm nhạc như thế đâu. Hết một ngày đầu tiên ở Đà Lạt, kết thúc show và đi về nhà. Hôm nay show thích dã man đi mọi người ơi. Thôi về đến nhà rồi mà kiểu vẫn bị vấn vương ấy. Bây giờ thì sẽ đi nghỉ ngơi thôi để bắt đầu cho ngày mai. Bye bye mọi người. Good morning. Hôm nay đã là buổi sáng thứ hai ở Đà Lạt rồi. Bây giờ bọn mình sẽ đi ăn sáng rồi chụp ảnh. Sau đó thì sẽ hẹn hai người bạn của mình đi cà phê. Và sau khi cà phê buổi sáng xong thì chúng mình hẹn hai người bạn của chúng mình qua một quán ăn buổi trưa. Quán này là Lang Biang Bistro ở trên đỉnh đồi. Rất là đẹp, quán ăn này là chuyên đồ Ý. Ai đây?
bạn tôi mong có một bức ảnh như thế này. Nhưng mà sao bạn? Em có chụp kịp chụp cái xe hôm nay không? Dạ không chị. Em làm gì có thời gian mà chụp. Không, nhưng mà đang đi đường, kiểu mấy cái xe này ít người đi ấy. Ta đang đi đường gặp một anh lại khái là kiểu giống như ở trưởng FC kiểu Vespa cổ, anh ấy dừng lại hỏi hàn em có làm sao không em thế. Không không anh ơi, chỉ là em không biết đi thôi. Chạy được 100m xong rồi dừng đạp số hả anh? Đạp số hết 20 phút rồi chạy tiếp 100m rồi lại đạp số 20 phút. Cho chị xem cái ảnh Thiên Minh nào. Xóa thôi, cái xe anh giữ. Ngay cái trả xe là tao đã xóa ảnh rồi. Sẽ xa thành phố, ra ngoài ô mà sao lâu kỳ. Cái cô sẽ ngang mà không phải lo đi hết oxy. Xem nào, đi cùng anh lên cuối đất, đi cùng anh toàn trên trời. Đi từ đêm đến tới giấc, đi cho đến ngày sáng ngời. Đêm mong cây sẽ xuống đất, xem tình yêu mình đang trôi. Chỉ có niềm vui trong mắt em ơi, đây như là... Hôm nay hết bò rồi thì nên là gọi ra nội heo và 1/2 con gà nướng. Ở đây là gì nhỉ? Còn đó mộng em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu khi ai má em ơi ấy em nói em say tiếng đàn vậy lại gần lần trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi bao nhiêu yêu thương trên đời lại gần hôn em mặc áo này đẹp đấy. Ừ. Hợp lý đấy, lần đầu tiên em thấy anh mặc áo này đẹp lại gần sao sao của tắc lại không ngờ lại là mua ở Đà Lạt. Núi đây là nhà giờ còn đôi ta em có muốn đi thật xa. Đi anh. Sao lên bếp? Con chờ tí nữa. Đi nữa nhá.
tái. 30. Sai. Chàng trai viết lên cây.